Đài NHK cho biết cảnh sát đã bắt một người đàn ông tấn công bằng dao và châm lửa trên một chuyến tàu ở Tokyo, Nhật Bản, khiến ít nhất 17 người bị thương. Các phương tiện truyền thông thông tin rằng người đàn ông 24 tuổi châm lửa trên tàu. Video trên mạng xã hội Twitter cho thấy người dân hoảng hốt khi sự việc xảy ra, có người trèo qua cửa sổ của tàu để thoát thân. Vụ việc được cho là diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 10 giờ địa phương, trong lúc các kênh truyền thông lớn đăng tải kết quả thăm dò cuộc tổng tuyển cử. Theo hãng tin Reuters, nghi phạm 24 tuổi mặc trang phục của nhân vật Joker đã tấn công hành khách trên tàu. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm ngay tại chỗ. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm. Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công đã rải chất lỏng quanh tàu và đốt. Một nhân chứng kể lại với báo Iomiri, tôi nghĩ đó là hóa trang Halloween. Sau đó tôi thấy một người đàn ông cầm con dao dài, có vết máu trên con dao. Vụ tấn công xảy ra trên tuyến tàu cao tốc Heo đi tới ga Shinjuku vào khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 10 giờ địa phương. Hãng thông tấn Kyodo News đã cập nhật số người bị thương lên tới ít nhất 17 người. Vào tháng 8, có 9 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng trong một vụ đâm dao trên tàu ở Tokyo. Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó ra đầu thú. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công khai rằng hắn nổi giận khi nhìn thấy những người phụ nữ trong hạnh phúc và muốn giết họ. Năm 2019, một người đàn ông giết chết 2 người và làm bị thương hơn chục người trong vụ tấn công nhằm vào trẻ em đang chờ xe buýt. Năm 2018, cảnh sát bắt một người đàn ông ở miền trung Nhật Bản sau khi đâm chết một người và làm bị thương 2 người khác trên tàu cao tốc